phát biểu trong một cuộc họp báo, tránh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ nước này lấy làm tiếc về những cuộc gọi quấy rối, đồng thời kêu gọi chính phủ Trung Quốc yêu cầu người dân hành động bình tĩnh. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Nhật Bản đã bắt đầu quy trình xả thải nước từ nhà máy Fukushima ra biển. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Ngay sau đó, truyền thông Nhật Bản cho biết các thành phố, khách sạn, nhà hàng và trường học ở Nhật Bản, cũng như các cơ sở của Nhật Bản ở Trung Quốc, đã nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại quấy rối, chỉ trích kế hoạch xả nước thải.